Chào mừng các bạn đã đến với channel của em Best Mobile. Và trong video ngày hôm nay, một cái video mình sẽ làm về một cầu thủ đang rất là hot trên cái bốc của Man City, đó chính là Phil Foden. Ở trên cái bảng này các bạn đang thấy đây là cái bảng Tay Up The Quick của tuần trước. Nếu như mà các bạn chưa sở hữu cái bảng này thì các bạn có thể quay lại cái bảng của Phil Foden trên cái bốc Man City này ha. Hầu như theo mình thấy được rằng là hai cái bảng này nó cũng không có quá nhiều về cái sự khác biệt giữa cái chỉ số cũng như là cái team playstyle, thì ở trong cái bảng lần này Konami nó đã put hầu như là full team playstyle để cho các bạn có thể chơi luôn. Nếu như ở tuần trước thì cái bảng Play of the Week nó là một cái thế mạnh về team playstyle. Ở đây mình điển hình, mình nói ví dụ về cái bảng của Vinicius của Real Madrid nha các bạn có thể xem được rằng cái team playstyle nó không được put như cái bốc Man City lần này. Hoặc là mình sẽ cho bạn xem về John Cancelo này, hầu như là team playstyle nó đã full 90 rồi. Nên là nếu như mà các bạn không có cái bảng Foden Play of the Week thì các bạn có thể chơi cái bảng Phil Foden ở cái tuần này cũng được luôn nha các bạn. Tại vì tại sao mình không làm cái bảng kia là tại vì cái bảng kia nó chưa có cái thẻ Genin ấy, nên là mình không có làm được nha. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem một vài chỉ số của cái bảng Play of the Week của Phil Foden để cho chúng ta có thể tham khảo cái chỉ số. Về nhận thức tấn công thì mình thấy được rằng 84 là rất là cao đối với một tiền đạo chỉ cánh rồi. Điều khiển bóng, rê bóng, mạch thai, possession, một cái gì đó, nó là cái sức mạnh của Phil Foden. Chuyền ngắn và chuyền dài thì mình nghĩ rằng đây cũng là một trong những cái điều mà chúng ta có thể xem xét để cho Phil Foden có thể lên một cái thang điểm tốt. Ở cái phần dứt điểm thì mình thấy 82 là rất là cao đối với Phil Foden này. Về khứa lòng cũng rất là ok, rất là ổn rồi. Tốc độ thì mình đánh giá rằng đối với một tiền đạo chạy cánh thì 82 nó hơi thấp nha. Nhưng mà bù lại thì 89 cũng rất là ok. Nếu như mà để cho về tốc độ thì mình nghĩ rằng Phil Foden nên cho đâu đó khoảng 90 thì nó sẽ gọi là một cái gì đó nó quá đẳng cấp đối với Phil Foden rồi. Và lực xúc cũng rất là mạnh này, 82 là ổn rồi. Palen và Stamina thì có thể chơi hết trận được. Palen thì 89 là cũng rất là ok rồi ha. Về skill thì có double top này, có cut behind turn, thì đây là một trong những cái skill đặc trưng của Phil Foden rồi các bạn. Xúc một chạm, truyền một chạm cũng như là có những cái skill truyền. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu trận đấu để xem Phil Foden đá như thế nào nha. Ok, cùng nhau bắt đầu trận đấu đầu tiên thôi nào. Trước khi bắt đầu cái video thì mình muốn nói với các bạn một cái điều là nếu như mà bạn nào đang xem cái video này mà chưa đăng ký kênh cũng như là like video thì giúp cho mình một like và một đăng ký kênh để mình có thật là nhiều những cái động lực, mình sẽ ra thật là nhiều những cái video dành cho các bạn nha. Dạo gần đây thì mình hơi bận một tí, cộng với cái việc là mình làm video mà gặp toàn là lag thôi các bạn. Mình đã 10 trận mà gặp hết 9 trận lag thì mình không thể nào mình làm được những cái video cho các bạn xem. Nên là mong các bạn thông cảm cho mình về cái điều này nha. Mình nếu như mà bạn đang có nhu cầu nạp coin, muốn nạp coin với giá rẻ thì có thể liên hệ Facebook hoặc là Zalo của mình. Số điện thoại hoặc là cái link Facebook thì mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả. Các bạn cứ tìm và sau đó chúng ta kết bạn với nhau và cùng nhau trao đổi về cái vấn đề nạp coin này nha. Nhưng mà đây là một đường truyền của Phil Foden cho Rafael Leao. Một đường truyền hơi với mất rồi. Chúng ta sẽ nói sơ qua một tí về những cái điểm mạnh của Phil Foden trong cái bảng lần này đi ha. Hầu như ở cái bảng này so với cái bảng bốc của Man City thì mình thấy rằng hai cái bảng này về cái sức mạnh thì nó cũng sẽ không chênh quá nhiều. Khi mà các bạn năng full với cái bảng kia thì gần như là cái chỉ số nó sẽ rất là tương đồng với nhau rồi các bạn. Chủ yếu là nó chỉ khác ở cái phần cái bảng Play of the Week với lại cái bảng này thôi. Nếu như mà để đánh giá về cái bảng mà mình yêu thích thì mình nghĩ rằng là mình sẽ chọn cái bảng Play of the Week tại vì nó có nhiều màu, nó sặc sỡ nha các bạn. Nhưng mà đây là Phil Foden đang thoát xuống cánh này và đã bắt được bóng rồi chuyền vào cho Rafael Leao và chắc chắn là có bàn cho cái tình huống này rồi. Một cái tình huống nó quá đơn giản cho cái trận đấu này đi. Bắt bước một rất là điêu luyện cũng như đưa ra một cái đường chuyền nó hết sức cơ bản và giúp cho Rafael Leao có thể ghi bàn được cho cái trận đấu này. Nâng tỷ số của chúng ta lên thành 1-0 lại cho cái trận đấu. Quay trở lại về những cái câu chuyện điểm mạnh và những cái điểm yếu của Phil Foden đi nào. Theo như về cái phần chỉ số thì mình đánh giá được rằng nhận thức tấn công là một cái điểm mạnh đầu tiên mà các bạn có thể xem xét đối với Phil Foden. Khi mà các bạn chơi Phil Foden ở cái vị trí chạy cánh thì các bạn sẽ chú ý là cái cách mà Phil Foden di chuyển, sau đó chúng ta sẽ bơm bóng cho Phil Foden và cùng kết hợp với đồng đội để có thể đưa ra những cái đường chuyền nó sắc sảo hơn. Đó, các bạn sẽ thấy được rằng là Phil Foden rất là chủ động cho cái việc di chuyển luôn. Nên là đó sẽ là một cái gì đó, một cái điểm mạnh của Phil Foden mà các bạn có thể tận dụng được. Cái điểm mạnh thứ hai thì mình nghĩ rằng nó là về cái phần rê bóng. Khi mà các bạn xem Phil Foden đá bên ngoài thì các bạn sẽ thấy được rằng là Phil Foden rê bóng rất là tốt, cũng như là điều khiển bóng trong chân rất là ok luôn.
Nói về những cái chỉ số rê bóng của Fifuten thì các bạn sẽ thấy là trong cái chỉ số về cái phần rê bóng thì rất là cao, cũng như là Konami đã thêm một số những cái skill như là Double Shot Cup Behind, thì đó là một trong những cái đặc trưng của Fifuten mà các bạn có thể áp dụng được cho cái game Konami này. Khi mà các bạn rê bóng với Fifuten thì mình cảm giác như rằng là Fifuten rê bóng rất là mượt và rất là đơn giản để có thể quân người, nên là các bạn có thể tận dụng cái điều này nha. Nhưng mà đây là Fifuten đang tiến vào trong này không được, nhưng mà Cristiano Ronaldo đã có thể ghi bàn cho cái trận đấu này rồi. Một cái bài tấn công mà mình thường xuyên sử dụng khi mà mình chơi ở những cái vị trí tiền đạo chỉ cánh, chúng ta cứ ban bật và sau đó chúng ta sẽ tiến vào trong và đưa ra một cú khứa lòng thì nó sẽ hiệu quả rất là nhiều. Cái điểm mạnh tiếp theo thì mình nghĩ rằng của Fifuten là về cái phần lực xúc cũng như là độ chính xác khi mà Fifuten dứt điểm ở cái khoảng cách ở trong cái vòng 16m50, thì mình nghĩ rằng là khi mà các bạn dứt điểm thì cái tỷ lệ thành bàn nó sẽ rất là cao và cái độ chính xác cũng như là cái độ hiệp móc của Fifuten. Nhưng mà đây chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu đi nào. Team bạn cũng có Fifuten vẫn đang rê bóng ở các phần đường biên, nhưng mà làm sao qua được Alexander-Arnold của chúng ta đây. Chúng ta đang ban bật và mình sẽ cố gắng đưa bóng thật là nhiều cho Fifuten để cho Fifuten có thể thể hiện hết được những cái điểm mạnh cho cái trận đấu này nha. Nói về những cái vị trí mà Fifuten có thể chơi đi nào. Mình thấy được rằng là cái bảng này Fifuten chơi được rất là nhiều những cái vị trí. Các bạn có thể chơi ở cái vị trí là LWF này, AMF, vị trí SS hoặc là RMF cũng như là CMF, thì mình thấy được rằng là hầu như Fifuten có thể làm tốt hết ở những cái vị trí đó. Nói sơ qua về cái vị trí chỉ cánh của Fifuten đi, thì các bạn sẽ thấy được rằng là Fifuten thuận chân trái, nên là khi mà tùy theo cái lối chơi cũng như là cái sở thích của các bạn mà các bạn muốn Fifuten đá ở cái vị trí lệch trái hay là lệch phải thôi. Nhưng mà đây là một đường truyền của Jadon Sancho dành cho Tomori, giúp cho bàn thắng của chúng ta trở thành 3-0, và mình nghĩ rằng ở cái phút 70 thì đây là một trong những cái dấu chấm hết của team bạn. Nói về những cái đường kiến tạo của Fifuten hiện tại thì mình thấy được rằng là Fifuten đã đóng góp rất là nhiều cho cái trận đấu này. Nhưng mà đây Fifuten solo với Kay Walker nhưng mà đã không chiến thắng rồi. Và cái độ tì đè của Fifuten thì mình thấy được rằng cũng rất là ok khi mà các bạn tì đè đối với Fifuten, tại vì cái thân bằng là cái gì đó nó quá cao so với Fifuten. Đây đã vượt vào trong nhưng mà Kay Walker đã có thể ngăn chặn được Fifuten rồi. Đó, các bạn khi mà các bạn chơi Fifuten thì chúng ta có thể ngoặt bóng vào trong như vậy, kiểu như các bạn sẽ lừa bóng xuống biên và sau đó chúng ta sẽ gật vào trong, như vậy nó sẽ hiệu quả hơn. Đây team bạn đang có Fifuten đang sử dụng double shot này chuyền cho Cancelo nhưng mà không qua được team mình rồi. Rafinha chuyền cho Kevin Bruyne, Kevin Bruyne đang chuyền cho Fifuten fake shot này, sau đó nhả bóng lại cho Kevin Bruyne, Foden lại tiếp tục bơm bóng xuống biên dành cho Kevin Bruyne và chắc chắn là có một đường chuyền vào trong, và đây là Jadon Sancho, nhưng mà rất là tiếc là không thể đánh bại được GK của team bạn. Nếu như mà trong cái pha bóng đó Kevin Bruyne chuyển theo cái style Stunning thì mình nghĩ rằng cái đường chuyền nó sẽ hiểm hơn. Nhưng mà thế là Fifuten sử dụng Stunning đi nào, quá chậm rồi, không thể đánh bại được team bạn rồi. Nói sơ qua một tí về những cái điểm yếu của Fifuten đi ha. Theo như mình chơi và mình thấy thì mình nghĩ rằng một trong những cái điểm yếu của Fifuten thì mình nghĩ nó sẽ là về cái phần tốc độ. Tốc độ chỉ có 82 thôi các bạn. Mặc dù là mỗi cầu thủ sẽ có những cái tốc độ khác nhau, nhưng mà đối với một tiền đạo chỉ cánh khi mà mình chơi thì mình nghĩ rằng tốc độ phải hàng chính đối với một tiền đạo chỉ cánh thì nó sẽ hiệu quả và nó hợp lý hơn rất là nhiều. Nhưng mà thôi, bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua cái câu chuyện đó và chúng ta đến với trận đấu thứ hai nha. Sau cái trận đấu này thì mình sử dụng Fifuten ở cái vị trí là AMF, cái vị trí CMF với lại RWF thì các bạn có thể chơi thử đối với Fifuten nha. Tại vì tùy theo cái sở thích cũng như là cái cách mà các bạn sử dụng Fifuten như thế nào thì chúng ta sẽ bố trí ở cái vị trí đó. Nhưng mà đối với mình, Fifuten đá cái vị trí AMF thì mình thấy nó rất là hiệu quả cũng như là nó rất là phù hợp đối với Fifuten luôn các bạn. Từ cái việc truyền bóng, xử lý bóng cũng như là rê dắt bóng thì mình thấy rằng AMF đó thực sự là một cái gì đó mà mình cảm nhận được rằng là Fifuten đã làm rất là tốt rồi. Những cái điểm đó thì mình đang nói về cái mặt rê bóng cũng như là xử lý bóng và giữ được cái nhịp bóng. Còn về cái phần truyền bóng thì mình nghĩ rằng cái vị trí AMF sẽ đòi hỏi hơn, nhiều hơn về cái phần truyền bóng và đưa ra những cái đường chọc khe, thì mình nghĩ là Fifuten sẽ làm không tốt bằng những cầu thủ như là Bruno hay là Kevin Bruyne. Quay trở lại với trận đấu của chúng ta một tí đi ha. Nãy giờ thì mình thấy được rằng là Fifuten đã truyền rất là tốt dành cho những tiền đạo ở phía trên của chúng ta, nhưng mà dường như là tiền đạo của mình chưa thể nắm bắt được cơ hội. Kevin Bruyne đang rê bóng và chuẩn bị tạt vào trong, nhưng mà team bạn đã chơi xấu rồi.
chắc chắn là phải có một quả penalty cho cái tình huống này thôi. Mình sẽ cho Phil Foden đá cái quả pen lần này nha. Mặc dù là cái chỉ số đá pen của Foden không cao, nhưng mà khi mà các bạn đá đúng hướng thì chắc chắn là phải có bàn thắng ở cái quả penalty lần này rồi. Nâng tỷ số của chúng ta lên thành 1-0 ở cái phút thứ 17, một cái phút cũng rất là nhanh. Và nếu như mà bạn nào đang xem cái video này mà chưa đăng ký kênh cũng như là like video thì có thể giúp mình một like và một đăng ký để mình có thật là nhiều động lực để mình ra những cái video hay hơn cho các bạn nha. Quay trở lại với trận đấu của chúng ta một tí đi nào. Comment ngoặc vào trong khứa lòng nhưng mà không đánh bại được Tomori của chúng ta rồi. Một quả đá phạt dành cho team bạn Kylian Mbappe không đánh bại được GK. Casemiro đá thêm mà không được. Tiếp tục đá thêm nhưng mà đã dính cục dọc mất rồi. Rất là may mắn cho cái tình huống đó ha. Cái tình huống mà team bạn tấn công dồn dập nhưng mà không thể nào chiến thắng được GK của team mình. Nếu như mà để nói về cái đó thì mình sẽ gọi cái đó gọi là handicap nha các bạn. Tại vì các bạn xúc nhiều nhưng mà không vào thì nó sẽ gọi là những yếu tố may mắn và Konami dường như không muốn cho bạn chiến thắng cho cái trận đấu đó. Thì mình sẽ gọi đó là handicap. Quay trở lại với trận đấu đi nào. Team bạn đang cố gắng phản công. Dường như là team bạn đang gây áp lực cho team mình khá là nhiều. Một cái lời khuyên dành cho bạn là khi mà team bạn đang tấn công dồn dập mà team mình đang dẫn trước bàn thì chúng ta cứ kiểu như có bóng thì chúng ta sẽ giữ bóng lại một nhịp và chúng ta sẽ điều khiển được cái nhịp bóng ha. Tại vì chúng ta đang bị cuốn theo cái lối chơi team bạn và nếu như mà chúng ta cứ không giữ được bóng thì với một cái sức mạnh như vậy thì chắc chắn là team bạn sẽ có thể gỡ qua. Comment gật vào trong đưa đầu cứu cứa lòng nhưng mà đã có một tình huống phản lưới nhà đến từ cái vị trí của CP team chúng ta mất rồi. Một bàn thắng không mong muốn nhưng mà thôi chúng ta sẽ bỏ qua về những cái vấn đề đó đi ha. Khi mà các bạn xem Phil Foden đá bên ngoài thì các bạn sẽ thấy được cái độ xử lý bóng của Phil Foden rất là tốt luôn các bạn. Cái đôi chân rất là nhanh ha. Và cái skill của Phil Foden làm cũng rất là hiệu quả luôn. Nên là khi mà các bạn chơi Phil Foden thì chúng ta cứ tận dụng những cái điểm mạnh của Phil Foden. Đang nói về Phil Foden thì Coman đã ghi bàn và giúp cho team bạn dẫn trước team chúng ta một quả mất rồi. Giờ gần đây thì mình hay thức khuya với lại mình làm những cái việc khuya nên là nó bị ảnh hưởng khá là nhiều về cái mặt cảm xúc của mình. Nên là trong cái clip này mình bình luận nó cũng không được hay cho lắm. Cộng với cái việc là cái thằng xuất ra video nó cũng không ổn định nữa thì mong các bạn thông cảm cho mình về cái điều này ha. Mình sẽ cố gắng ra thật là nhiều những cái video cũng như là mình sẽ lên lịch những cái video thường xuyên hơn để cho các bạn có thể tiện theo dõi hơn. Mặc dù đôi khi trong cái video này thì mình nói nó hơi lan man một tí, nó không tập trung quá nhiều về Phil Foden là tại vì mình không có quá nhiều ngôn từ để mình có thể nói về Phil Foden các bạn. Nếu như mà ở trong những cái tuần trước thì mình có một cái cảm xúc vui, mình tìm hiểu về cầu thủ đó thì mình sẽ có nhiều thông tin hơn mình nói về cái cầu thủ đó. Nhưng mà trong cái video này thì mình nói nó hơi lan man một tí thì mong các bạn sẽ thông cảm cho mình về cái điều này. Quay trở lại với trận đấu của chúng ta một tí đi nào. Nếu như mà các bạn không thích chơi Phil Foden ở cái vị trí AMF thì các bạn vẫn hoàn toàn có thể cho Foden đá cái vị trí AMF vẫn được luôn. Về cái mặt chỉ số truyền cũng như là tỷ lệ bóng, xử lý bóng thì cái việc mà các bạn chơi Phil Foden cặp với một tiền đạo thì nó vẫn rất là ok về cái mặt truyền trọt với lại làm tường này kia nha các bạn. Chỉ số truyền mặc dù không cao nhưng mà khi mà các bạn chơi Phil Foden thì các bạn cứ tự tin chúng ta xử lý bóng thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Một đường truyền của team bạn dành cho Kylian Mbappe nhưng mà làm sao đánh bại được CB của team chúng ta. Chúng ta đang cố gắng phản công, Phil Foden đang có bóng truyền cho Jadon Sancho sẽ thoát xuống biên nhưng mà đây là một đường truyền lỗi của mình rồi. Mình đã cố gắng đẩy bóng dài nhưng mà dường như team bạn đã khép góc trong cái tình huống đó mất rồi. Nãy giờ thì mình chưa thấy nhiều về cái điểm đặc biệt của Phil Foden ở cái vị trí AMF nữa các bạn. Chủ yếu là về cái phần xử lý bóng thì mình nghĩ rằng nó là cái lợi thế của Foden thôi. Còn về những cái điểm kia thì mình thấy nãy giờ chưa phát huy được nhiều lắm. Chúng ta sẽ cố gắng truyền cho Phil Foden ha. Tốc độ bứt tốc này, chúng ta sẽ dẫn bóng xuống biên nhưng mà đây một đường truyền của Foden dành cho Cristiano Ronaldo. Nhưng mà trong cái tình huống đó thì Ronaldo đã không thể ghi bàn cho cái tình huống khó rồi. Một cái điểm mạnh mà mình thấy khi mà các bạn chơi Phil Foden ở cái vị trí dứt điểm là Phil Foden có thể dứt điểm được ở những cái tư thế khó cũng như là những cái góc hẹp thì mình thấy làm rất là tốt luôn nha các bạn. Một đường truyền cài người của Phil Foden này tiếp tục bàn bạc với Cristiano Ronaldo truyền cho Vini, lại tiếp tục là Ronaldo và truyền cho Phil Foden bằng một đây là một cú khớn lòng và chắc chắn là phải có bàn thắng cho cái tình huống này rồi. Cùng nhau xem là cái tình huống này nào. Phil Foden truyền cho Vini rất là nhẹ nhàng và bàn bạc với Cristiano Ronaldo truyền lại cho Vini. Pha bóng này mình nghĩ là Vini nên căng ngang cho Phil Foden thì nó sẽ hiệu quả và hợp lý hơn rất là nhiều. Tại vì hồi nãy mình bấm hơi nhầm một tí bàn, mình truyền cho Ronaldo nhưng mà vẫn rất là may mắn vì Ronaldo đã có thể truyền được cho Phil Foden trong cái tình huống đó ha. Nâng tỷ số của chúng ta lên thành 3-2 ở cái phút thứ 82. Một trong những cái phút nó cũng mang rất là nhiều về cái mặt tâm lý. Và nếu như mà các bạn không giữ vững được
cái tâm lý của mình thì các bạn sẽ đá rất là tào lao ở cái phút gần cuối trận như thế này nha. Kiểu như là các bạn sẽ chuyền vào chân của team bạn nhiều hơn là chuyền bóng vào cho đồng đội của chúng ta. Nhưng mà đây là Vini dành cho một đường chuyền dành cho Cristiano Ronaldo đang nhận xuống bóng, nhưng mà team bạn đã kéo GK lên rồi, không được xử lý, không được. Và đây là Phil Foden của chúng ta. Phil Foden đang cố gắng dứt điểm, nhưng mà chắc chắn là phải có bạn trong cái tình huống này rồi. Một cái tình huống rất là hay đến từ cái vị trí của Phil Foden. Mặc dù là Ronaldo đã không thành công với cái pha xử lý bóng đầu tiên, nhưng mà Phil Foden đã có thể tận dụng được cái cơ hội đó, nâng tỷ số của chúng ta lên thành 4-2 ở cái phút gần cuối của trận đấu. Và mình nghĩ rằng là cái video ngày hôm nay cũng đã kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này nha. Và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng cải thiện cái video, tại vì mình đang gặp khá nhiều về cái mặt tâm lý, mình bình luận nó không được hay cho lắm. Mong các bạn sẽ thông cảm cho mình về cái điều này nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Bye bye.